Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp đến các bạn dự án về ICO Wow Đẹp. Đây sẽ là một dự án rất là tiềm năng. Hiện nay thì dự án này thì nói về phần kế hoạch phân phối kỹ thuật số, và dự án này sẽ là một hệ thống động lực và là một đột phá cung cấp cho các khách hàng và nhà giao dịch sẽ có nhiều cơ hội để tăng thu nhập của họ. Dự án này thì đang trong giai đoạn nó là ICO, tổng số tiền đã thu được đó là 4 triệu. Tổng số head cap sẽ là 10 triệu. Và hiện nay đã đạt được 41,69%. Số tiền ether thu được đó là 6.288 ether. Số người đã đăng ký tham gia dự án là 9.812. Hiện nay thì phần đăng ký sẽ trong kết thúc trong 24 ngày nữa. Dự án này thì đây là một hệ sinh thái phần thưởng crypto. VDX sẽ là một nền tảng kỹ thuật số thế hệ tiếp theo để trao đổi tiền tệ. VXD cung cấp một hệ thống giới thiệu động lực và đa cấp đột phá. Nó sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư. Đây là chương trình giới thiệu 5 cấp cá nhân, thu nhập từ thành tích cá nhân và chung, kiếm tiền từ nội dung được tạo, phân phối để kiếm tiền từ các hoạt động chung, lợi ích của khách hàng, chương trình giới thiệu 5 cấp cá nhân, dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 đa ngôn ngữ, đối tượng mục tiêu và tạo nội dung khi bắt đầu dự án, kỹ thuật đơn giản để nhận lưu lượng truy cập nội bộ và bên ngoài. VKDX Token thì đây sẽ là các lợi ích chính. Thẻ VKDX là một cơ hội, cơ chế nội bộ ưu tiên cho tương tác nền tảng trên dấu vết đích, thu nhập từ các chương trình giới thiệu và động lực được thanh toán bằng thẻ VKDX. Đa số các dịch vụ nội bộ chỉ dựa vào mã thông báo VKDX. Đối với các chương trình khuyến mại và giới thiệu đấu giá, mạng nội bộ CPI và Syndicator sẽ chỉ dựa vào mã thông báo VKDX. Không giống như các khoản thanh toán fiat, khi thanh toán cho các giao dịch mua trò chơi có mã thông báo VKDX, người dùng sẽ được giảm giá. Là 1/3 hoa hồng của nền tảng này sẽ từ mạng CPI nội bộ, và giao dịch đấu giá sẽ bị cháy bởi các hợp đồng thông minh. Dưới đây đó là nhóm dự án của ICO WorkDeck. Ông Kevin Dollar sẽ là người phụ trách về CEO Founder. Ông Kevin Dollar đã có 25 năm kinh nghiệm và bao gồm mạng lưới hơn 5.000 đại lý với các quỹ đầu tư mạo hiểm được tiến hành trong lĩnh vực khoa học. Kinh nghiệm rộng lớn của mình sẽ là một giám đốc bán hàng điều hành đã dẫn ông trở thành một doanh nhân nối tiếp trên nhiều ngành dọc kinh doanh. Ông Dollar đã tốt nghiệp Đại học bang California với chuyên ngành học máy tính. Ông Leo Lu đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và kinh nghiệm trong công nghệ, quản lý chiến lược và điều hành. Thì với những kiến thức mà ông đã đóng góp cho các đồng nghiệp trong ngành, bao gồm những cải tiến về chuyên môn hàng đầu SBM với doanh thu bán hàng là 750 triệu USD. Và công ty của ông đã có trong danh sách Fortune 500. Thì ông Leo là một phần của các tổ chức như là IBM, Franklin, Templeton, DHL và Earthling. Đối với dự án này thì bạn có thể bắt đầu sử dụng nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí, an toàn và toàn cầu. Bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay trên ứng dụng di động App Store hoặc Google Play. Để liên hệ với dự án này thì bạn có thể contact qua số điện thoại hoặc địa chỉ, đó là 10840 Vanit Ever. Hỗ trợ khách hàng từ thứ 2 cho đến thứ 6. Và bạn có thể liên hệ với bộ phận qua email này hoặc qua chat này. Đối với dự án này thì đây là một dự án rất là tiềm năng của giao dịch, sẽ mang lại lợi nhuận đầu tư lớn, bởi vì đây là một dự án phân cấp giới thiệu 5 cấp cá nhân.
Nếu như bạn có còn thắc mắc gì về thông tin dự án này, có thể liên hệ với mình có thể hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn.